Hello, xin chào quý khách quay lại với cửa hàng Kiến Tài Quan. Thì hôm nay bên Liêm có dịp thì được khách hàng gửi cho hai cái gọng kính mát ha. Khách hàng mua ở bên Mỹ, nhưng mà qua thời gian sử dụng thì cái chồng kính nó đã bị bong chóc rồi ha. Những cái kính bên Mỹ này. Thì nhưng mà nó đã bong chóc rồi. Mọi người coi ha, những cái vết bong chóc ở trên cái chồng kính. Đó. Bên này cũng vậy ha, chắc mọi người sẽ thấy được. Đó. Những cái bong chóc. Thì khách hàng có nhờ Liêm mà thay lại những cái chồng tốt á, chống UV cao cấp và nó chống bị xước bong chóc ha. Thì những cái phôi chồng này là cái phôi chồng nó có chén cái lớp gương. Thì nó thì mà sau thời gian sử dụng thì mình không thể tránh được những cái vết xước ha, những cái vết bong vậy. Thì khách hàng sau thời gian thì khách hàng cũng không thích sử dụng cái loại này nữa. Tại vì có gương thì nó dễ bị phủ cái lớp gương này nè, thì nó sẽ dễ bị bong chóc rất là nhiều. Đó. Khách hàng chọn những cái nó thuần màu hơn, nên những cái gương này thì bên Liêm cũng có. Nhưng mà thuần màu hơn thì những cái này thì nó sẽ, nhưng mà khách hàng yêu cầu là phải chất lượng tốt ha, chống UV đầy đủ, thì và chống được những tia sáng xanh. Đó. Thì Liêm có tư vấn những khách hàng những cái chồng kính miếng phim như vậy, rất là dễ mỏng và không bị khó chảy xước nha. Đó. Một cái này thì một khối nè. Đó, khách hàng sẽ thay vào cái gọng này và cái màu màu xanh lá ha, xanh Ray-Ban nè, mọi người coi cái màu xanh Ray-Ban ha, này là một khối nha. Thì nó sẽ vào cái gọng này. Thì trước khi làm thì bên Liêm muốn quay lại cho mọi người xem để cho mọi người thấy được cái sự cái chồng kính này mình thay vào nó sẽ như thế nào ha. Đây là trước khi thay nha mọi người, và sau khi thay thì Liêm cũng sẽ quay lại cho mọi người xem. Thì cái chồng kính những cái rồi đó là về cái gọng ha. Và cái chồng này thì nó có chống UV cao cấp và có cũng chống được tia sáng xanh cản rất là nhiều. Thì Liêm cũng thử cho mọi người xem nha. Mọi người thấy rõ những cái vết bong chóc ha. Đó, đây. Sau khi hạ sáng thì mọi người thấy còn nhiều hơn nữa, đây những vết dày ha. Đây còn cái chồng này thì nó chống được tia xanh nè mọi người. Chống được rất tốt ha. Mọi người thấy không? Nó cắt ha. Đây đó. Nó chống được tia UV cao cấp. Thì cái chồng này mà bên Liêm là chuyên dụng á, loại 1 á, thì có thể mình đi được nắng ha, bao nắng ha. Là mình bao là mà mình đi vào khoảng 12 giờ trưa và 1 giờ trưa mình vẫn thấy mát mắt. Đó. Và hai là những cái chồng này người ta chuyên là phôi chồng người ta phía bên Mỹ á, thì họ sẽ chuyên dùng để chuyên dùng cho kính mát á, để chống tia UV cao và chuyên dụng cho mình đi biển luôn nha. Ở đi câu cá, đi ao hồ, đi biển thì mình họ sử dụng những cái chồng kính này. Thì nó có màu thì nó có màu khói, màu xanh lá nè. Đây là những cái màu rất là thông dụng và rất là được nhiều người ưa chuộng ha. Màu xanh Ray Ban nè, màu khói và màu trà ha. Đó, bên Liêm là có 3 màu. Đó, rất là để cho mình lựa chọn ha. Thì lần này khách hàng sử dụng cái màu màu xanh Ray Ban và một cái màu khói. Còn màu trà khi nào bên Liêm có dịp làm thì Liêm cũng sẽ quay cho mọi người xem. Chống cường độ ánh sáng rất là cao hoa gắt ha. Khi mình qua nó sẽ rất là nó sẽ qua nó sẽ dịu đi rất là nhiều. Cái này là tương đương là vừa tia xanh vừa tia UV 420 hoặc là 400 tương đương với ánh sáng của mặt trời luôn nha. Rồi nên mình đeo những cái chồng kính này nó sẽ rất tốt và bảo vệ cho mắt mình và không bị không làm tổn thương mắt ha, không bị hư mắt ha. Tại vì cái kính mát thì mình vẫn nên chọn những cái chồng chống tia UV cao cấp thì nó sẽ bảo vệ cho mắt của mình tốt hơn. Chứ không phải chỉ bảo vệ chói nắng ha. Rồi sau khi Liêm làm xong thì Liêm cũng sẽ quay cho mọi người xem ha. Vậy là bên Liêm đã ráp xong những cái chồng mới ha. Mọi người thấy không? Nhìn nó rất là mới ha. Nó hoàn toàn giống như là một cái kính mới vậy á. Mình có thể sử dụng lại rất là ngon lành ha. Đây, khách hàng là mình sẽ thay những cặp chồng tốt để mình bảo vệ mắt nha mọi người. Ưu tiên là cặp chồng để cho mình bảo vệ mắt mình được sử dụng dài lâu hơn. Thì mình phải bắt buộc phải có những cái chồng chống tia UV rồi chống chói và những tia xanh hoàn hảo. Nếu không là nhiều lúc mình bị những cái bệnh lý về mắt á, sớm á, giống như bị cườm mắt và lão hóa mắt là do những cái tác nhân là như mình sử dụng những cái chồng kính không có chất lượng ha. Rồi vậy thì cảm ơn mọi người theo dõi cái clip này ha. Rồi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.